là gửi lại cái kỷ niệm ngày xưa để cho hai bạn hôn nhau để ổng nhớ người yêu của ổng. Trời ơi, muốn ăn thì gấp cho người đó. Càng ôm là càng đánh, đánh cho đến nhéo, nhéo được như thế đánh, đánh bầm tiêu. Đánh nó đánh yêu hết trơn. Khi người đàn bà mà nổi cơn ghen thì em biết rồi, cao mà xé nát mà. Và càng ôm là càng đánh cứ vậy. Trời ơi, lúc trời chưa biết chuyện xa chuyện ghen sao chà. Em không biết. Dạ, em chào hai anh chị, em tên là Sơn, em đang ở Hồ Chí Minh và em đang kinh doanh quần áo. À, em chào hai anh chị, em tên là Tony, hiện tại thì em đang ở Hồ Chí Minh và em đang phụ quản lý công ty của ba mẹ em. Trời, sao hai người giống nhau quá vậy? Ai cũng nói vậy luôn. Chắc là hai bạn cũng quen nhau lâu rồi đúng không? Tụi em quen được gần 3 năm. Yêu nhau 3 năm là tự nhiên nó giống nhau à? Yeah. Hình như ngày xưa em cũng vậy phải không? Bạn là Tony. À, Tony. Bạn không phải ở Việt Nam đúng không? Tại vì cái giọng của bạn. Em sinh ra ở Việt Nam nhưng mà em qua bên Úc để du học. Về đây ở luôn hay sao? À, chỉ về chơi thôi. Về chơi tạm thời. À, về chơi. Tại vì em vẫn là đang quản lý công ty ở bên Úc. Rồi, thế cho anh được hỏi Sơn nhé. Dạ. Giai đoạn Sơn phát hiện ra giới tính thật của mình là gay là vào khi nào? Dạ thì từ, nói chung là từ năm lớp 6, lớp 7 gì đó thì em vẫn quen con gái. Kiểu như vẫn thích con gái. Vẫn có quen mấy bạn trong lớp luôn á thì quen nhưng mà nhung dạ, có yêu không? Dạ, quen. Quen là khác, quen chứ có lẽ là khác. Ý anh chị hỏi là có cảm xúc ở có trong cảm đó. Cảm xúc có yêu thật sự không? Dạ, có lúc đó thì lúc đó mình kiểu như mình chưa biết cái gì về cái vấn về tính gay, với mình cũng chưa biết là mình thích con trai nữa, vẫn quen vẫn thích con gái. Gái. Dạ. Xong rồi tự nhiên lên đặc biệt vậy. Lên khoảng thời gian lớp 10, lớp 11 là bắt đầu thích con trai là không chuyển thích con trai. Trời ơi, sao chuyển đột ngột nhỉ? Trời, sao lạ lùng vậy? Vậy Sơn gặp em gặp ai mà em phát hiện ra là em thích con trai, nghĩa là mình phải thích một người đúng dạ, không? Dạ không, em thì không thích một người mà em chỉ có cảm giác là thích con trai thôi. Chứ lúc đó kiểu như dưới quê mình cũng không có nhiều cái người giống như mình á. À. Em chỉ kiểu như thích cảm giác thích con trai và không thích đối tượng nào hết á. Chỉ là thích con trai thôi. Theo chị nghĩ là bạn cũng là gay từ đó nhờ. Nhưng từ lúc nhỏ đến lớn bạn chưa có gặp cái đối tượng nên bạn không có bộc lộ, bạn không biết là bạn đã từng yêu con trai. Giống như chị, từ nhỏ lớn chị cũng hơi, chị là hơi nghi nghi nha. Chị nghi nghi tại vì chị biết mình yếu ớt, rồi tóc tai, rồi ẻo lả, yếu ớt. Nói chung là thích đụng gái từ nhỏ lớn. Chị thì có lẽ là máu gái chị nhiều rồi, nhưng chưa xác định 100%. Nhưng khi bắt đầu chị gặp cái anh đó rồi, tối về chị nhớ người ta, chị yêu, chị thích người ta. Để chị kể một câu chuyện là ở xóm chị cũng có một người giống như là giống như tụi em vậy đó. Cái mấy rượu của chị nó là nói là trời, nhìn thấy cưng yếu à, nhìn cưng là biết con gái rồi. Cái chị mới nói là không, em không trai. Phải hạng hai anh chàng rất là đẹp trai, đi karaoke đi vô thế nào, chị vô chị bước cho thấy hai đẹp trai quá trời, thì thấy đẹp trai cũng nhìn mới kêu chị chỗ nắm tay người ta đi. Trời ơi, nó không em lúc đó là không có nói là em con trai, mà nó thôi em muốn nắm tay. Không có nắm tay rồi ngồi karaoke với người ta, tự nhiên cái trong người mình nó rạo rực rồi, cái kiểu mà không hiểu từ xưa giờ chưa bao giờ như vậy. Thì khi sao cái cuộc đi chơi đó về, tự nhiên chị nhớ người ta, chị thích người ta. Từ đó bắt đầu là chị yêu thầm người ta. Lúc đó chị xác định giới tính gì vậy? Cưng có giống chị không? Dạ thì em cũng thích con trai thôi, chứ em chưa có gặp một đối tượng nào để mà mình rung động hết. Nếu như em đã yêu con gái được rồi thì không thể nào mà từ lớp 8, lớp 9 em nhảy của em yêu người con trai. Không chị ơi, thật ra thì em thấy người ta có hay nói là đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến là khi họ gặp được người con trai của đời mình. Đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến là khi họ gặp được người con trai của đời mình. Có nghĩa là bạn này là thuộc trường hợp đó. Vậy là bắt cầu không? Bắt nhịp cầu. Đúng rồi chứ, bắt cầu thôi. Em nghĩ là cái đấy hiểu lầm ở trong đầu. Vậy chị nghĩ chắc ngày xưa em cũng vậy. Làm cho ba mẹ vui lòng, quen con gái cho có lệ. Sau đó gặp đúng người đàn ông, tiếng sáng ai tình rồi là bung luôn. Rồi, đúng không? Anh hỏi em nè. Rồi, còn em thì em phát hiện ra mình là gay khi mà em từ lớp 8 sang lớp 9 á. Em bắt đầu như vậy. Là trước lớp 8 là làm nghĩ mình trai. Thì mình cũng không nghĩ về những cái tính như này, tại vì hiện tại lúc đó thì em không có suy nghĩ gì về hết. Chưa nghĩ thôi. Không suy nghĩ về chuyện yêu đương đúng không? Đúng rồi, không nhận biết gì. Nhưng mà sau khi mà chuyển sang lớp 9 thì mình cảm thấy là tại sao mình lại không hòa đồng với nhóm con trai. Cảm thấy là tại sao con trai nó chơi dơ vậy. Ví dụ như đá banh. Hoặc là nó ngồi chơi những cái tròn kịch bản nên em phấp gì đó là nó chơi dơ. Thì đó thì em cảm thấy là tại sao mình không chơi chung được như vậy và mình không hòa đồng nói chuyện được. Nhưng với lại là rất khó khăn để mình tiếp xúc và nói chuyện với thằng đối diện với thằng con trai như vậy. Tất nhiên là trong một trường thì tất nhiên sẽ có những hot boy, thì vô tình mình cảm thấy mình để ý, mình thích những người đó.
thì mình mới là về nhà mình tìm hiểu thêm về tại sao mình không thích con gái mà mình để ý là để ý con trai. Còn cái cảm xúc lúc đấy của em á, có nghĩa là mình phát hiện ra là mình bắt đầu thích con trai, em chấp nhận mình, em lo lắng hay là em phủ nhận nó? Có lo lắng băn khoăn cái chuyện mình khi mình thích con trai không? Có, lúc đó thì em rất là lo lắng tại sao mình lại thích con trai, có phải đây là cái bệnh không? Tại vì thời lúc đó khoảng 5-6 năm về trước thì mọi người có thể chưa biết nhiều về gay và người ta có thể nhận định đó là một cái bệnh. Thì em với lại giống như em không tiếp xúc và nói chuyện nhiều, hoàn toàn là không có bạn bè. Nhưng mà gay chỉ khẳng định là không phải là bệnh nha. Nó chỉ là một xu hướng tình dục thôi, bình thường, rất là bình thường. Vậy khi mà em tìm hiểu như vậy và vô tình em chơi chung một đám bạn thì có một bạn kiểu giống như cũng theo xu hướng con gái nhiều hơn. Hai đứa bắt đầu nói chuyện và kể nhau nghe và tâm sự nhiều hơn thì bắt đầu em mới hiểu rõ hơn. Khi nào em mới bắt đầu công khai giới tính của mình với người thân của mình, với lại hay là với bạn bè? Cấp 3 á chị. Cấp 3 là em có kể với một vài người bạn thôi, còn gia đình thì chưa bao giờ có ý định mà kể là con gay, chưa bao giờ có ý định vậy hết. Nhưng mà bạn em kể là bạn em cũng đồng giới tính với em hay là không, hay là con trai gái bình thường? Bạn em là con trai gái bình thường. Có tâm sự với bạn? Dạ, và nó cũng bình thường, nó cũng không có kỳ thị hay gì hết. Tại vì Khánh Chi nghĩ là cũng rất là nhiều người đồng cảm với những người LGBT và những người gay, chứ không phải ai cũng kỳ thị. Còn về em thì cái người đầu tiên em công khai với họ là ai? Đó là bạn thân em. Và sau đó thì em bắt đầu chuyển xu hướng em sang Úc du học. Thì khoảng thời gian đó bắt đầu từ từ lộ diện với là come out với gia đình sau. Thì sau khi mà em học xong cấp 3 là em bắt đầu du học ở Úc. Nhưng mà hai bạn yêu nhau từ ở đây hay là đi du học xong rồi mới biết nhau? Cái khoảng thời gian đó là anh này từ Úc về đây chơi á chị. Mà xong rồi mới gặp em. Dạ đúng rồi. Lúc đó gặp nhau là trên Đà Lạt á chị. Là làm sao hai người gặp được nhau? Đi tại cùng vô chung đi quán cà phê chung là gặp. Thì thực ra thì lúc đó kiểu giống như bạn cũng có hot trên Facebook cho nên em có tìm hiểu và biết nhau để ý trên Facebook rồi. Rồi sao vô tình đi gặp hai người cũng đi Đà Lạt chơi, gặp nhau trong một quán cà phê thì bạn này lại làm quen với bạn này đúng không? Dạ. Rồi từ đó hai người mới yêu nhau. Còn em có người yêu chưa? Hỏi thiệt, bây giờ hai bạn này đã chia sẻ những cái tình yêu của hai bạn này rồi, nhưng mà tôi thấy tôi rất là đẹp trai, mà chị thì từ bữa giờ cưng có hỏi chị hoài. Dạ, chuyện nói thiệt lòng nha. Thật lòng thì em trả lời luôn là chị em mình sẽ nói chuyện riêng. Ôi ở trong đây là mình đang nói chuyện với nhau. Tôi đã có người yêu chưa? Thì trước giờ em đã yêu rồi chứ. Hiện tại rồi anh hỏi em come out với ba mẹ em chưa? Nói là come out thì thực sự chỉ là một nửa thôi, tại vì lúc đầu thì em bị ép buộc come out, là lúc sau thì ba mẹ lúc đó là hoảng sợ và giống như là không chấp nhận được điều đó và phủ định, đến bây giờ vẫn là phủ định và coi như là chưa bao giờ nghe vấn đề là em đã come out, em là gay hết. Khi mà bố mẹ em không chấp nhận được cái sự thật đó thì họ phản ứng như thế nào và cái hành động của họ đối với em là như thế nào? Cái khoảng mà em có thể kể lại cái vấn đề mà khi tại sao em come out thì vấn đề là em đi qua du học Úc thì em ở chung với một anh nuôi, anh họ hàng xa thôi. Thì khi mà khoảng thời gian đó thì ba mẹ em ép buộc em phải nghe theo lời của anh họ hàng xa đó để đi làm những cái công việc nặng hơn, giống như là rửa xe gì đó. Thì lúc đó khoảng thời gian đó thì em lúc đó 18 tuổi, thì lúc đó rất là nhỏ con mà khoảng chừng 45-46 kg thôi. Nhưng mà đi làm những cái công việc rất là cực. Thì em xin là em đi làm công việc riêng của em. Người anh đó không chấp nhận. Người anh đó gọi điện thoại về và kể cho gia đình em biết là em là gay. Thì gia đình em rất là sốc và gọi em liên tục luôn trong 1-2 ngày. Thì em lúc đó em rất là sợ và em không dám bắt máy để nghe chuyện. Mấy ngày hôm sau thì người anh bắt buộc em phải ngồi kế bên và nói chuyện thẳng trực tiếp với gia đình. Và lúc đó ba mẹ chửi rất là nhiều và ba xưng mày tao với em luôn. Mày có thật là như vậy không? Nếu như mày là như vậy, ta sẽ từ mày là không cho mày là con nữa. Và lúc đó thì em cảm thấy là không còn cái gì dựa dẫm nữa. Tại vì lúc đầu á, em mới qua bên Úc thì khoảng thời gian đó không có ai hết. Chỉ có anh nuôi và anh nuôi lại kể cái sự thật cho ba mẹ em như vậy. Và bây giờ em không còn một ai để dựa khi mà khoảng thời gian đó. Rồi khi mà em bị hoang mang như vậy và chênh vênh trong cuộc sống như vậy thì cái hành động của em khi đối mặt với điều đấy là gì? Em chỉ biết im lặng thôi và chấp nhận. Thì sau khi đó thì về nhà là ba mẹ em đã từ chối rồi. Thì tối hôm đó mẹ em gọi điện thoại khóc liên tục luôn, với lại kêu là mày chấp nhận là xin lỗi ông đã đi, không phải như vậy đâu này nọ, để ông ấy nuôi mày, chứ bây giờ nếu như từ chối như vậy sẽ cắt đứt cái việc mà chu cấp tiền học hành này nọ, thì em không biết là em sống sao. Thì như vậy thì khoảng thời gian đó rất là khó khăn.
trong khoảng thời gian em hết tiền luôn, không còn một cái đồng xu cáp bạc. Nói chung là em phải đi làm bên ngoài và chấp nhận trả phòng, không ở phòng thuê nữa, và phải đi ra ngoài xin ở nhờ cái chỗ mà em đang làm á, tiệm làm nail, thì em sống ở trong đó. Và thực ra theo cái luật đúng thì cái chỗ làm nail đó không cho người khác ở qua đêm. Bắt đầu thì em không biết tìm ai nữa thì em phải nhắn tin cho ba nuôi. Nhưng ba nuôi em ở Sydney chứ không ở Brisbane, là ở xa em. Em mới kể câu chuyện cho ba nuôi em. Ba nuôi em kêu là một câu là nếu như ba mẹ mà không chấp nhận mà như vậy thì tôi sẽ chấp nhận mày. Không biết chị Khánh Chi có thấy giống em là những người ở trong cộng đồng của mình á, hay thường phải đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống mà do chính người thân của mình tạo nên. Đúng, chị thấy rất là nhiều làm cho họ tủi thân, họ mặc cảm, họ khổ hơn. Không ai muốn sinh ra mà nam không nam mà nữ không nữ. Cái điều đó là điều bất hạnh của một con người. Vậy đối với Sơn thì gia đình của Sơn đối với Sơn như thế nào rồi? Đối với em thì hoàn toàn ngược lại với lại người yêu em luôn. Ba mẹ em rất là dễ. Thì em chưa bao giờ là thực sự công khai là ba mẹ với ba má là em là gay hết. Với lại em cố tình là chặn Facebook ba má. Mình cố tình chặn thì có một ngày đám giỗ của họ hàng nhà em, xong rồi em dặn em của em là đừng có mở Facebook của anh lên cho ba má anh coi nha. Xong rồi nó mới kể là ủa em thấy mẹ anh cầm video của anh và người yêu anh khoe với họ hàng hết rồi mà. Lúc đó em mới biết là ba má đã biết lâu rồi mà mình không biết, mà còn vui với lại khoe là dễ thương này kia nữa. Anh thắc mắc là cái clip đấy là clip gì mà mẹ lại đem đi khoe với mọi người? Chắc clip hôn nhau. Thấy chưa, hôn nhau. Rồi thay mặt chị Khánh Chi, anh yêu cầu hai người diễn lại cái clip đó được không? Ủa chị kêu nào? Chờ đó nghe nha. Tôi muốn là gửi lại cái kỷ niệm ngày xưa để cho hai bạn hôn nhau để ổng nhớ người yêu của ổng. Trời ơi, muốn ăn thì gấp cho người đó. Dạ, thì cái clip đó là tụi em hôn nhau bình thường thôi à? Thì anh chỉ cần bình thường thôi em. Đừng có bất thường quá. Rồi nhanh nhanh, người ta yêu cầu xong rồi là kìa. Kìa chị ơi. Đó là xong rồi. Bây giờ bọn em yêu cầu chị Khánh Chi làm gì? Không, yêu cầu anh theo cái yêu cầu của chị Khánh Chi lại nói mà anh không chịu là cứ chia sẻ cái tình yêu mà làm cho anh đau khổ. Anh thật sự không phải là người hay đau khổ về tình yêu đâu. Nếu như khi mà anh chấp nhận yêu thì có nghĩa là mình chấp nhận mọi thứ trong tình yêu đó, và khi mình cố gắng hết sức cho nó và khi nó đi rồi thì mình lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Anh quan niệm là không ai sống với ai hoài bao giờ. Nếu mà duyên đi thì mình rước duyên khác đến thôi. Duyên này đi luôn á. Ý tôi nói là như này. Em ý em không như thế. Nếu như cái duyên này hết rồi, bây giờ mình cứ níu kéo chỉ làm thêm đau lòng thì tôi sẽ kiếm một cái duyên mới. Đúng không? Còn ý là em im lặng để gặm nhấm nỗi đau thôi chứ em không có nhanh như chị. Em chỉ nói cái đâu. Chị cũng nói vậy. Và có những người ở nhau hồi. Dạ em thì em nói trời là nói okay, chị. Ok, chị mình quay về hai nhân vật chính của mình nhá. Vậy từ bao giờ hai em công khai với gia đình? Dạ Tết, từ Tết của năm 2 năm trước á, có dẫn người yêu em về quê ăn Tết luôn. Thì lúc đó chưa có nhận là người yêu, cũng chỉ là bạn thôi. Vô giữa năm á, thì đi du lịch chung với ba má em luôn. Thì tự nhiên cũng chưa công khai luôn chị. Tiện ba má hỏi ủa sao mua áo cặp mà không mặc. Tiện hỏi vậy luôn. Ba mẹ là coi như là bắt cầu đó. Bắt cầu á. Có khi là phải trước mặt mày xưng mày tao rồi họ không được thể hiện mà nó nghe tụi em giấu chị thấy giống cười với tụi em chụp hình tụi em tung trên mạng cả thế giới. Em chặn tại vì em chặn Facebook của ba má hết luôn. Người ta biết người ta nói là làm sao. Dạ. Như vậy là công khai rồi, có gì đâu giấu gì đâu chứ. Dạ vừa giấu để gia đình moi ra chị ơi. Gia đình Hồng Anh có biết hai người quen nhau không? Hiện đến bây giờ thì hoàn toàn không biết. Có dự định là cho gia đình biết không? Em phải đợi đến khi nào mà em có sự nghiệp riêng và cuộc sống. Nhưng mà hôm nay là xong chương trình này là gia đình biết hết đó nha. Mấy người không thủng quá à. Em đã được nói. Nếu mà giấu thì sao xách người yêu lên đây làm mà gì sao mà còn hôn nhau. Hôn nhau mà nói là chưa công khai. Mà tự nguyện hôn nhau không ai nói gì. Gia đình của Hồng Anh, của người yêu em nghĩ là biết rồi nhưng mà kiểu không chấp nhận á chị. Lâu lâu vẫn trọt vô chứ. Khi nào mày lấy vợ lấy mày đẻ con chứ. Nói con không lấy vợ con lấy chồng. Nhưng mà chị nghĩ là giới tính nào đi nữa, quan trọng mình sống tốt, mình làm việc tốt, mình làm con người tốt thì điều đó mới có ý nghĩa. Nếu như vô tình gia đình em có xem được cái chương trình này thì gia đình em sẽ thương em nhiều hơn. Vì em cũng không muốn em như vậy. Theo cá nhân anh á, thì cái tình cảm của hai bạn em là một cái thứ tình cảm mà đáng mơ ước. Kiểu như là về ngoại hình, rồi về tính cách, rồi tất cả mọi thứ rất là dễ thương. Vậy anh chỉ thắc mắc là những cái kỷ niệm nào nhá, có vui và có buồn, đáng nhớ nhất trong cái giai đoạn 3 năm yêu nhau của hai bạn. Cái dịp mà biết tin là má lấy clip của em với người yêu đi khoe họ hàng. Đó là vui nhất rồi. Rồi kỷ niệm buồn. Buồn chắc là người yêu em lăng nhăng. Wow, trời. Lăng nhăng như thế nào kể chị nghe coi.
cho xử luôn nha. Cái đó lúc đó là nó cũng là mới quen thôi chị, thì có nói chuyện với một người ở trên Đà Lạt luôn, xong rồi cái bỏ em đi lên Đà Lạt mà nói là về quê. Cái cảm giác của em như nào? Hụt hẫng với lại em tức. Rồi tại sao em quyết định tha thứ cho bạn và mình tiếp tục gắn bó đến bây giờ? Thì người yêu em rồi. Yêu cũng đâu có mù quáng mà chị phải xử chứ. Đã yêu rồi đúng không? Làm nhiều thứ lắm, đánh, đập. Tại vì lúc mà em tức lên là em kiểu như em khác hoàn toàn luôn á. Em nói chung nhưng là... bây giờ còn thả thính này nữa không? Thả thính thì chắc cũng lâu lâu thả thính. Người ta có câu là một của lạ bằng một tạ của quen đó chị, nên nguy hiểm lắm, không phải đùa đâu. Rồi vô luôn. Vậy là cũng tương cũng vậy phải không? Dạ không. Dự định tương lai của hai bạn? Em dự định sẽ quay lại Úc. Rồi yêu xa nhau làm sao? Thì cái đó là phải chấp nhận, tại vì em cần có một cái sự nghiệp riêng của em nữa. Sơn đối mặt với điều đấy như thế nào em? Em thấy cũng bình thường, tại vì em nghĩ là cái này có nghĩa là anh sẽ qua lại. Nhưng mà em có lo, có nghĩa là ở bây giờ gần nhau như vậy mà Hồng Anh còn đi thả thính đúng rồi. Mai mốt đó đi qua Úc em lo. Là quăng lưới về luôn em. Em nghĩ bên đó chắc không có ai. Thì quăng về đây. Em nghĩ là chắc phải, cái đó thì để thuận theo tự nhiên thôi. Cái gì tới thì tới, em cũng không có suy nghĩ sâu xa lắm. Chị chúc cho hai bạn sẽ giữ được cái tình yêu này mãi mãi. Anh thật sự rất là ngưỡng mộ và ghen tị với tình yêu của bọn em, nên anh hy vọng là bọn em sẽ vẫn giữ nó như vậy mãi, hoặc là có thể phát triển nó lên một cái mức cao hơn nữa. Tổ chức đám cưới đi. Và mời chị đi. Đúng rồi, tổ chức đám cưới mời chị với anh. Hai chị em chị đi. Đó em cũng phải dẫn bạn trai em theo. Phải luôn nhớ là ở lại đây có luôn có Sơn đang chờ đợi em nhá. Nhớ nhá. Em đi chắc chắn bạn đòi theo đi theo rồi. Ok được. Nếu mà đi theo được thì thấy nó là tốt. Đi đi để được không cần đánh nhau nữa. Trời cũng dữ lắm nè, đánh nó sáng không có sáng mà. Trời. Đánh nhiều lắm á chị. Là thề, lúc mà dặn là càng ôm là càng đánh cho đến nhéo được nhéo được lắm hả? Đánh bầm tiêu. Đánh nó đánh yêu hết trơn. Khi người đàn bà mà nổi cơn ghen thì em biết rồi, cao mà sáng nát mà. Và càng ôm là càng đánh cứ vậy. Trời ơi, lúc mà tôi... Trời chưa biết chuyện xa chuyện ghen sao chà. Em không biết. Chồng chị không bao giờ phản bội chị. Nếu mà có chị cứ cào nát nè, cào nát nè, cào nát nè. Ok, cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng gia đình hai bạn sẽ yêu thương bạn và hiểu được cái nỗi lòng của bạn và chấp nhận cái mối tình này. Dạ, em cảm ơn anh chị. Tại vì em đăng hình lại không có chỉnh áp, em để đen luôn á. Kiểu như là chụp ngược sáng, đi biển xong cái tấm đó là đi biển rồi chụp ngược sáng á, thành ra nó bị tối, nó bị đen, rồi thêm đeo mắt kính nữa, rồi gió thì tóc bay bù xù. Thành ra là mình nhìn là mình nghĩ là một người rất là lớn tuổi rồi, chứ không có chỉnh chu về cái ngoài bề ngoài của mình đó. Thì xưng anh không à, tới chừng gặp cái lúc đó thì chỉnh chu rồi, chải tóc rồi gọn gàng, ăn mặn cũng chỉnh chu rồi. Lúc đó mình cười hoài, mình ngồi nhìn cười suốt luôn, cười tới quán đóng cửa luôn. Người rồi. Ta có ra hỏi có chuyện gì xảy ra mà cười hoài không? Rồi, nhưng mà vấn đề là ấn tượng đầu tiên của Nghĩa với Hải là Mlem rồi đó. Đúng rồi. Ấn tượng của em là Nghĩa. Lúc đầu anh thấy hồi lập vừa gặp lại là gung rồi đó anh. Tại vì đó. Thấy lúc đó là tướng sáu múi đàng hoàng đẹp lắm anh. Ừ. Ủa? Hồi họp. Có mặc đồ mà em biết xấu. Tướng lực lắm anh. Đẹp hơn bây giờ nữa. Dạ. Tại lúc đó đang FA mà, cho nên mình lúc nào mình cũng phải chỉnh chu. Mình tập gym các thứ. Còn bây giờ thì sau thời gian huấn luyện là còn được một múi. Thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà vấn đề là sau đấy thì bọn em uống cà phê, đi cà phê. Rồi sau đấy bọn mình đi về nhà hả? Dạ đúng rồi. Ai về nhà nấy? Dạ. Sao rồi anh về nhà nấy? Lúc đó là 10 giờ là em nói là khuya rồi. Em kêu là thôi anh về đi, trễ rồi mất công, về đường khuya nguy hiểm. Mà không chịu về, anh ngồi tới 11 giờ mấy mới chịu về. Kiểu như mình lưu luyến, mình muốn coi có một cơ hội nào khác không. Rồi muốn coi có đi đâu không nữa. Xôi thịt. Nhưng mà tiếc cái là Hải nín thinh nè. Thôi xong cái mình đi về. Người ta rồi. Giữ giá từ lúc còn nhắn tin cơ. Em không đợi cái gì. Thì đó. Ngồi tới 11 giờ quán đóng cửa luôn. Xong đi về thì kiểu như trong lòng mình xao xuyến. Giống như là mình cảm giác là chắc là mình đã tìm được đối tượng rồi. Ừ. Nó có một cái cảm giác mà mình biết là chắc chắn là mình sẽ yêu người này. Ừ. Thế là khi mà về nhà thì nhà của Nghĩa thì cách chỗ uống cà phê khoảng hai mấy cây lận. Khoảng hai mấy sao cây. Gì mà xa quá. Tại vì lúc đó là chia tay rồi cho nên là về nhà ở. Đó. Không là ở
Dạ, bữa đó là về quê. Ở quê, dạ. Còn ở trên đây là cái phòng trọ thôi. Lâu lâu mình mới ở một lần. Đó, xong rồi cái mình về nhà đó thì mình tạo cái cảm giác gọi là an toàn ngay từ lúc đầu á, là mình chụp một tấm ảnh là nói là anh về tới nhà rồi nha. Là có nghĩa là tự anh đi vào gông rồi đó, em khỏi cần. Đúng rồi, mình tự mình tạo cảm giác an toàn kiểu cho Hải. Quên anh đi, an toàn lắm thì như đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái chiêu đấy bây giờ còn hiệu quả quá ha. Rồi còn khi mà về á thì mình có lưu luyến nghĩa như vậy không? Dạ có, anh về là đêm đó là tới khoảng 2 giờ mấy 3 giờ mới ngủ được, tại vì lên Facebook cũng gà lại mấy cái cũ đó, coi là có đăng gì không, coi có để người yêu hay là chụp hình chung không, em coi lại. Nếu mà có là xóa được không? Em, nhưng mà sau bao nhiêu lâu thì hai bạn quyết định gặp nhau? Ngay ngày hôm sau không? Không, không có hai ngày hôm sau, không có ngay ngày hôm sau được. Tại vì hai đứa ai cũng có công việc hết cho nên là cũng nhắn tin tiếp tục. Thì khoảng 2 tuần sau đó nữa thì mới hẹn gặp nhau. Giống như nhắn tin tiếp tục nói chuyện, coi cảm giác thế nào. Thì mình cảm nhận được là Hải cũng rất thích. Đó, thì cả hai đều thích nhau. Rồi sau đấy là Nghĩa vẫn sử dụng cái bài là anh là trốn bình yên đúng không? Vẫn chụp hình. Đúng rồi, đi đâu, làm gì phải chụp hình. Hiệu quả quá trời. Rồi sau 2 tuần khi mà mình chờ đợi nhiều nè, và anh nghĩ á, khi mà mình có cảm xúc với nhau nhiều á, mà chờ đợi nhiều á, là khi gặp nó nổ lắm. Có nổ không vậy? Sao hả? Hình như không có nổ lắm. Chưa hả? Dạ chưa. Lúc đó là hai đứa hẹn gặp nhau ở một cái nơi ngắm hoàng hôn. Thì tại vì Nghĩa thì rất là thích ngắm hoàng hôn. Thì ở Sóc Trăng có một cái chỗ đó là người ta mới làm đường á, thành ra là không có nhà cửa, mà chỉ có cánh đồng lúa thôi. Thành ra là mới hẹn Hải ở đó ngắm hoàng hôn rồi ngồi nói chuyện. Thì nói chuyện xong cái Nghĩa mới quay qua hỏi Hải là hình như là anh thấy mình cũng hợp nhau đúng không em? Rồi Hải nói dạ em cũng thấy vậy. Cái nói là vậy em làm Nghĩa của anh nha. Cái Hải dạ. Kiểu rồi. Hải có phải không? Dạ. Phải không? Không hả? Sao? Lúc đó dạ sao vậy? Đâu dạ sao dạ cho em coi. Đứa dạ sao đâu. Em dạ bình thường em nói dạ. Đó là đúng đó. Dạ, dạ hơi dài xíu. Dạ. Rồi anh nghĩ là hai bạn phải rất là hạnh phúc khi mà trải qua cái giai đoạn đó. Cái dạ. Giây phút đó. Đúng. Rồi sau khi mình tỏ tình thành công á, thì sao nữa? Thì chuyện gì đến sẽ đến. Thì dạ. Chuyện gì nè? Trao nhau nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Ừ. Chỉ hôn thôi. Dạ đúng rồi. Hôn xong rồi đi về. Rồi lại ai về nhà nấy. Dạ. Rồi lại chụp hình gửi nhau. Đúng không? Rồi xong rồi khoảng vài tuần sau nữa thì mới đi xa hơn một xíu. Vài tuần là mấy tuần? Và xa đến đoạn nào nè? Xa đến đâu vậy? Hải kể xem nào. Tại sao bây giờ cứ cười lẽn lẽn? Mắc cỡ lắm. Mắc cỡ. Cái cỡ hơn 2 tuần anh, hơn 2 tuần xong anh Nghĩa mới hỏi ý trước nha. Mới là hỏi hỏi là em có muốn đi xa hơn không? Hỏi là Nghĩa hỏi hả? Dạ đúng rồi. Hỏi là em có muốn quan hệ mình đi, mối quan hệ của mình đi xa hơn một chút nữa không? Có nghĩa là vừa xa mà lại vừa gần đó. Hải có hỏi là xa đến đâu không? Dạ không, nhưng mà là em mới hiểu ý. Hiểu ý rồi. Lại xa hả? Dạ. Dạ. Rất là nhẹ nhàng. Sau đấy là qua nhà của Nghĩa. Dạ không. Không có nhà đúng không? Dạ. Tại nhà hơi xa, với phòng trọ thì nó kiểu hơi nhỏ, nó không có phù hợp cho cái buổi gặp gỡ lần đầu tiên. Cho nên là mình phải chọn một cái nơi thật là lãng mạn và ấm cúng. Cụ thể. Đúng rồi. Mình lớn cả rồi. Cụ thể là vào khách sạn. Ok. Đúng rồi. Khi mà mình ở gần với nhau á, không cái này nói đùa thế thôi, nhưng mà khi mà cái cảm giác gần gũi nhau á, hai bạn cảm thấy là thật sự bùng nổ không? Thật sự đúng không? Yeah. Tại vì mình có quá nhiều tình cảm với nhau. Ngay cả khi anh ngồi đây anh thấy hai bạn nói chuyện đó, kể về câu chuyện đó, anh cảm nhận được cái tình cảm đấy mà. Nhiều yeah. Không? Yeah. Ổn đúng không Hải? Dạ ổn anh. Ổn. Và xong cái thời điểm đó thì bắt đầu là hai đứa mới có sự kết nối lại qua Yahoo á. Rồi chat với nhau, rồi mỗi lần mà chẳng hạn như là trong nhóm bạn em chơi trường nó có tổ chức ca nhạc hay gì đó thì em có rủ Tân đi luôn, là bắt đầu là
kết nối là giữa em với Tân với lại thêm một bạn nữ nữa, là bạn thân của em luôn. Đó là cái bạn đó là cái bạn mà hỏi nói với em á là nói với em là Tân thích mày. Bạn từ xưa đúng không? Dạ đúng rồi. Là vẫn là cô gái đó. Đúng rồi. Bây giờ cô gái đó có tình yêu sẽ. Cô gái đó hiện tại đây là chủ nhà bán trà sữa của hai đứa luôn. Vấn đề là có người yêu chưa? Có chồng với lại có con luôn rồi. Ổn nha. Đúng rồi. Rồi sau khi mà mình nối lại á, thì khi mà Tân là người liên lạc lại với Giang, thì khi mà em nhận được cái sự liên lạc đó, em có ngạc nhiên không? Tại vì sau mấy năm trời mình cắt liên lạc. Tại vì em cứ nghĩ là tại vì lúc đó không có gọi là đậm sâu hay là có tình cảm gì nhiều hết, nên là chỉ nghĩ một người bạn thôi. Tại vì khi gặp lại Tân thì thấy Tân giống như là có một cái gì đó, một cái sự tích cực á, nên là em muốn là Tân sẽ là người bạn chơi với em tiếp theo. Kiểu như mình thấy được cái năng lượng của bạn là đi học rồi thay đổi bản thân rất là nhiều. Tại vì giống như em nói với anh là lúc em gặp Tân là bạn rất là mập luôn. Lúc mà thời điểm cuối cùng gặp lại là bạn chắc phải rất là mập, mà mặt thì rất là nhiều mụn nữa. Đó thì sau khi quen nhau thì mới biết là trong cái thời gian không gặp em thì Tân phải giảm cân, thay đổi. Tới khi mà đi chơi với nhau là đúng 9 giờ đồng hồ thức báo lên là không được ăn tối. Wow. Là lúc đó là em cứ ngủ, mày ăn đi cho em chút xíu, không có mập đâu. Là không ăn, là nhất quyết không ăn. Vẫn giữ lập trường nó đi giảm cân. Vậy là khi mà người ta đẹp lên rồi mới bắt đầu đúng không? Bắt đầu quan tâm. Lúc đó cũng chưa nữa. Chưa luôn. Lúc đó cũng chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi. Thì có một cái thời gian là giống như là Danh đi làm, em đi làm xong rồi cái Tân hay nhắn tin hỏi là muốn ăn gì không. Xong cái mình chỉ giả bộ nói là đang đói bụng, muốn ăn bánh mì. Là chút xíu khoảng 50 phút sau rồi đó là thấy bạn chạy tới chỗ làm luôn, là kêu rồi mày xuống đi, tao tới, tao đưa bánh mì tới nè. Rồi nhiều khi là bị bệnh, xong cái lúc đó cũng 12-1 giờ khuya rồi, nghe bị bệnh xong cũng chạy qua làm mua thuốc luôn. Mua thuốc xong rồi tại nhà ở trong hẻm là bị khóa cửa đó nên là luồn vô thuốc gì đó. Nên là thấy kiểu bạn hay qua nhà chơi, bắt đầu bạn hay quan tâm tới gia đình rồi anh chị em trong nhà vậy đó. Thì bắt đầu mình mới thấy là sao kiểu như là bạn này dễ thương rồi, tốt vì kia, biết quan tâm mấy người xung quanh của mình. Kiểu đó mình mới để ý chút xíu thôi, chứ cũng chưa gọi là thích nữa. Rồi đến khi nào thì Danh mới bắt đầu có cảm tình với Tân? Nếu mà nói về cảm tình thì có một thời gian là Danh có về Cần Thơ, giống như là sống một thời gian dưới với lại nhà của chú. Thì bạn ngày nào cũng nhắn tin hết. Rồi đến khi mà Danh trở lại Sài Gòn á, thì tự nhiên Danh với một bạn nữ đó muốn tạo bất ngờ cho bạn này là hôm nay Danh đi về lại Sài Gòn rồi. Thì tự nhiên hẹn bạn này qua chơi, xong rồi cái Danh mới xuất hiện ra, xong rồi tự nhiên đứng nhìn Danh khóc rất là nhiều luôn, kiểu mà khóc nức nở luôn, kiểu như là không tin là Danh quay lại á. Rồi lúc đó là mình cũng thấy cũng có hơi chút tình cảm xíu. Rồi vẫn đi chơi bình thường. Thì cái ngày hôm đó là như trời mưa, xong rồi tự nhiên đang chạy xe bình thường, tự nhiên thấy bạn chồm lên ôm mình, nó lạnh quá. Xong thì lúc đó phải xạ là cầm cái tay giật ra, mày làm như vậy. Xong rồi kiểu bạn cũng bị ngạc nhiên á. Rồi mình cũng lúc đó mình cũng hơi bị khớp khớp. Xong rồi về bắt đầu mới suy nghĩ lại, sau chuỗi lại. Rồi có cái thời điểm mà gọi là cao trào nhất á, là tại vì thường là Danh sẽ hay qua rước. Trời, nhớ cả bị cứu xong rồi cái không có nhớ luôn.